Góc khó chịu, dân Hà Nội khốn khổ vì bụi mù mịt, tiếng ồn inh tai từ lát đá vỉa hè gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, buôn bán. Khoảng một tháng nay, vỉa hè ở nhiều tuyến đường, phố tại Hà Nội lại bị máy móc đục phá, đào xới phục vụ việc thi công lát đá. Điển hình như vỉa hè tại phố Hào Nam, Giàng Võ, Xã Đàn, những ngày qua luôn trong tình trạng bị đào xới, ngổn ngang gạch đá do thi công đường ống và lát lại đá vỉa hè mới. Được biết, cuối tháng 3 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn. Quyết định này đưa ra danh sách gần 100 tuyến đường, phố nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố, lát hè bằng đá tự nhiên. Một số công nhân cho biết đá dùng để lát vỉa hè có nguồn gốc từ Bình Định. Khi lát đá phải thực hiện đầy đủ các bước như đo mặt bằng, làm phẳng nền, đổ bê tông nền rồi mới lát đá nên không thể nhanh được. Việc lát lại đá vỉa hè sẽ làm đường phố khang trang hơn. Song một số người dân cho rằng các đơn vị thi công nên làm gọn gàng từng đoạn, không nên bày dọc cả tuyến phố. Bên cạnh đó, việc duy tu sửa chữa cần cân đối lại thời gian thi công trong năm thay vì tập trung vào những tháng cuối năm, bởi đây là lúc cao điểm làm ăn của nhiều hộ buôn bán dọc vỉa hè. Việc cắt đá để lát vỉa hè không chỉ gây tiếng ồn, còn khiến bụi bay mù mịt. Đáng nói, máy đục kêu inh tai trên phố Xã Đàn, vỉa hè tại con phố này đang dần hoàn thiện nhưng vẫn còn ngổn ngang máy móc, vật liệu.